Và đây là một tình huống hiếm hoi mà FC Đà Nẵng có thể triển khai bóng một cách hợp lý. Nguy hiểm! 1-0 cho cầu thủ chủ nhà. Và người ghi bàn vẫn là đội trưởng Hoàng Minh Tâm. Kịch bản giống hệt như tình huống tấn công ở phút thứ tư của FC Đà Nẵng, cũng là một tình huống triển khai tấn công bên phía cánh trái, vẫn là người tạt bóng là Phi Hoàng. Nhưng lần này đội trưởng của FC Đà Nẵng Hoàng Minh Tâm đã không mắc sai lầm nữa. Anh đã chọn đúng vị trí và dứt điểm cực kỳ hợp lý về phía góc xa trước sự bất lực của Thanh Diệp. FB Đà Nẵng gần như là đã ru ngủ đối phương trong khoảng gần 30 phút đã qua của hiệp đấu này. Và trong một pha bóng hiếm hoi, họ có thể kiểm soát bóng, phối hợp và tổ chức tấn công một cách ăn ý và bài bản ở khu vực giữa sân. Sau đó Đặng Anh Tuấn đã thực hiện một tình huống xẻ nách chính xác cho Phi Hoàng để cầu thủ trẻ 19 tuổi bên phía FC Đà Nẵng băng xuống và thực hiện quả tạt chính xác giúp đội trưởng Hoàng Minh Tâm ghi bàn. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Như vậy là đúng thời điểm, sau khoảng 300 phút thì FC Đà Nẵng mới lại có được bàn thắng trên sân Đội Hòa Xuân. Quả tạt rất hay của Phi Hoàng và cũng nên đánh giá cao tình huống bỏ bóng của Claudi Junior. Phi Hoàng tạt bóng lần này nhẹ hơn, có điểm rơi chính xác hơn. Và nỗ lực của Claudi Junior băng vào nhưng ở một vị trí không thuận lợi, đã chủ động bỏ bóng ở phía sau. Và đó là cơ hội để Hoàng Minh Tâm băng lên thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc đưa trái bóng về phía góc xa trước sự bất lực của thủ môn Thanh Diệp, một trong những thủ môn có phong độ xuất sắc trong những vòng đấu gần đây.